Đó là giải pháp về cơ chế chính sách tài chính, đất đai và đầu tư hạ tầng cơ sở vật chất, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, phát triển sản phẩm du lịch và mở rộng thị trường, đầu tư nguồn lực và đẩy mạnh xã hội hóa, thông tin tuyên truyền, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, bảo vệ môi trường, hợp tác phát triển trong nước và quốc tế. Năm 2023, Lào Cai sẽ tăng cường các hoạt động hợp tác với nhóm hợp tác 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh, mở rộng hợp tác với các thị trường khách nội địa lớn tổ chức chương trình xúc tiến tới các thị trường nước ngoài như Úc, Hàn Quốc, Thái Lan, đặc biệt sẽ chuẩn bị các điều kiện để khởi động tour du lịch hai quốc gia 6 điểm đến.